Sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2023. Tham dự hội nghị là cán bộ chuyên trách công tác dân vận các phường, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn trên địa bàn các phường thuộc quận Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Báo cáo viên đã phổ biến báo cáo chuyên đề một số nội dung trọng tâm theo đề án số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đến năm 2023, đồng thời hướng dẫn đăng ký, xây dựng và công nhận mô hình dân vận khéo. Hội nghị là dịp để cán bộ làm công tác dân vận cơ sở trao đổi kinh nghiệm, nâng cao phương pháp công tác dân vận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác dân vận ngày càng hiệu quả.